Xót xa với đoạn clip ghi lại cảnh con, cháu đứng bên giường ông, cố gắng gọi ông dậy. Những tiếng gọi ông trong vô vọng, mãi chẳng có lời đáp lại. Có những đôi mắt cười, có những đôi mắt khóc. Ôi những ngày vui, bao giờ cũng ngắn ngủi. Khoảnh khắc này với những ai đã từng trải qua mới có thể hiểu nó đau đớn đến nhường nào. Được biết, bà nội ra đi chưa được một năm thì ông cũng theo bà mà đi. Ngay chính giây phút ấy, chúng ta nhận ra không có gì có thể lấy lại được nữa. Và tiếng gọi ông ấy trở nên vô vọng, sẽ mãi chẳng có lời đáp lại.